Giang Thanh và Hải Bắc Ninh nha anh ơi. Giang Thanh là bạn đánh cặp với Quốc Học ấy. Còn Hải là tay vợt mà trước đánh cặp với Vũ Minh. Hải Bắc Ninh. Biết rồi đấy. Mất sức rồi đấy. Củ tay quá khỏe. Bom. Lên thoải mái, lên thoải mái. Rồi đập lại. Đập cầu từ Ngọc Triệu. Cầu không quá nặng trong pha tình huống vừa rồi. Đập cầu ngang. Vẫn còn. Vẫn còn. Tiếp. Rồi hay quay nữa. Vẫn còn. Lên. Vào không? Vẫn chưa vào được. Không, quan sát được tình huống ngoài cầu nhưng vận động viên Việt vẫn không đỡ cầu. Vâng, một pha cầu rất hay. Hay, vẫn còn. Hay, còn, còn không, vẫn còn. Tiếp tục, tiếp. Rồi. Bom. Vẫn còn, bom, vẫn lên, không lên được. Cái gì đây, các bạn, ba cầu này quá đỉnh. Chào mừng mọi người đến live stream của Hùng trận tứ kết đầu tiên. Trận đấu giữa cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Việt Hải và đối thủ của họ là cặp đôi Ngọc Triệu và Nghĩa. Điểm số 3-2. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người buổi chiều nhiều năng lượng để có thể đủ sức xem live stream của Hùng nha. Buổi chiều nay có rất nhiều trận đấu vô cùng hay và hấp dẫn. Tất cả các trận đấu đều là những trận đấu kịch tính. Điểm số 3 đều. Ok, chúng ta chào nhau cho buổi chiều nhiều năng lượng hơn được không? Xin chào Trường Nguyễn. Hello Minh Hoàng, hello Lâm Vũ nha. Điểm 3 đều. 4-3 cho cặp đôi thầy trò Hải Việt. Hello Quốc Học nha em. Quốc Học sao không đánh giải với Giang Thanh mà để nó bơ vơ một mình thế? Hay quá nhỉ. Năm nay thì giải đấu thôn ô cách năm nay thì sẽ đánh một set 31, chạm 31 là sẽ thắng nha mọi người. Fan cứng của Hùng đâu hết rồi. Thủ cầu chìm, hay quá nhở, vẫn còn. Ngoài sân Hưng Đức chưa anh ơi. Một pha tì cầu không qua lưới của tay vận động viên Việt. Sân bên cạnh là Long Tô đang đánh cặp đôi Hải và Thanh nhá. Người sau em cầu ngang quá khó chịu từ Ngọc Triệu. Điểm 6-7, Ngọc Triệu giao cầu. Một pha cầu khá lắt léo. Trọng tài xác định cầu trong sân. Không cai. Không cai trọng tài. Điểm 8-6. 7-8. Văn hóa của thôn Ô Cách nha anh ơi. Vẫn còn, hay quá. Vẫn còn. Vẫn lên. Rất đáng tiếc tình huống cầu lỗi của Việt. Hello mọi người, mỗi người ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ được không? Một okay. Cái chia sẻ. Ok, ok. Anh em vào nhà nhớ chào chủ nhà nhá. Vào xem live stream nhớ chào chủ nhà nhá. Đừng xem trộm. Đập tiếp. Non rồi. Vẫn còn, bên kia thủ lý quá. Đập lại, rồi, cắm lưới rồi. Cô đang bị dẫn trước với điểm số 18. Và đối thủ của họ là Giang Thanh và Hải của Bắc Ninh. Giang Thanh chính là bạn cùng giường với Quốc Học. Tì cầu không qua lưới rồi.
Hay quá nhỉ. Đã tứ kết rồi thì đều hay hết. Đập cầu vẫn còn. Cầu ngang. Thủ cầu lôi rồi. Điểm số 10-11. Ok, xin chào người chia sẻ Lâm Dô nhé. Cuối cùng thì cũng có người giúp mình chia sẻ live stream. Bạn thực sự rất tuyệt vời. Ok, Lâm Dô cổ vũ cho Nghĩa Triệu. Anh em nào cổ vũ cho cặp đôi Hải với Việt cặp 11, cổ vũ cho Nghĩa Triệu cặp 12 nào. Bom. Tốt thế nhở, móp cầu luôn rồi. Vẫn lên. Đầu kiếm hai phát rồi. Bên này. Vẫn trong sân. Hưng Đức thế. Chia sẻ anh em bạn bè đồng đội và anh em trong câu bộ cùng xem nào. Tăng những người bạn mình vào xem nào. Phản cầu hay quá nhở. Đập. Ngoài sân. 13-12. Vâng, trận đấu này chưa có khoảng cách được tạo ra. Vẫn với được, hay quá nhở. Còn ngoài sân 13 đều. Đập cầu vẻ lệnh. Live stream sân bên này lại quay sang bình luận sân bên kia. Để cho Nghĩa nó đập thì rất là khó là đơn 13. Mười 14-15, cầu không qua lưới. Lật lưới 15 đều của Bắc Ninh. Vẫn còn. Non rồi. Thủ non quá nhở. 16-15. Đập cầu tốt. Không còn rồi. Chuyền lưới rất nhanh. Ngoài sân rồi. Người ta thử lái cầu rất hay nhưng cầu đi không chính xác. Bom. Vẫn còn. Bom. Vẫn lên. Không lên được. Ơ. Cái gì đây? Ba cầu này quá đỉnh. 19-17, 20-17 rồi. Thì mọi người hãy giúp chia sẻ nó đến nhiều người hơn để nhiều người cũng được xem cùng chúng ta nào. Không phải Việt Sơn La anh ơi. Việt Quảng Ninh ạ. Tay vợt đấy mới sinh năm 2000 thôi. Bom. Bom. Rồi hay. Cặp đôi thầy trò của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Ngoài sân 22-17 cho Việt Hải. Xử lý cầu rất khéo léo của huấn luyện viên Việt. Liên tục tấn công. Tiếp tục tấn công. Đập cầu. Không nắm bỏ. Vẫn còn. Một pha. Không còn rồi. Một pha cầu khá xa. Vẫn thủ bình thường. Nghĩa đập rất nặng nhưng mà bên kia thủ rất lì. Tôi Giang Thanh và Hải Bắc Ninh anh ơi. Giang Thanh là bạn đánh cặp với Quốc Học ấy. Còn Hải là tay vợt mà trước đánh cặp với Vũ Minh. Hải Bắc Ninh. Nghe rồi đấy. Mất sức rồi đấy. Mất sức rồi đấy. Đốt. Anh thức. Đốt. Cổ tay quá khỏe. Bom. Lên thoải mái, lên thoải mái. Rồi đập lại. Đập cầu từ Ngọc Triệu, cầu không quá nặng trong pha tình huống vừa rồi. Đập cầu ngang, vẫn còn, vẫn còn. Tiếp. Rồi hay quay nữa, vẫn còn, lên. Vào không, vẫn chưa vào được. Trong pha
Đại cầu, nhưng vận động viên Việt vẫn không đỡ cầu. Vâng, một pha cầu rất hay. Hay, vẫn còn. Hay, còn, còn không, vẫn còn. Tiếp tục, tiếp. Rồi. Sao đấy anh em nào thích xem Hưng Đức thì vô cùng chia sẻ live stream này. Chỉ cho xem Hưng Đức, không thì mình quay trận khác đấy. Triệu đang điên rồi. Điên. Bên kia vẫn rất lì, không làm gì được. Đập tiếp đi. Vẫn lên bình thường, lên bình thường, lên bình thường. Không còn rồi. 21-24. 21-24. Hay quá nhở. Bom, Nghĩa bom rất nặng. Vẫn lên, không lên rồi. Nếu không nhầm thì Hưng Đức sẽ gặp đồng với cả Trường. Hai mươi lăm, 24. Hay quá nhở. Rất kéo léo. Vẫn còn, đập cầu. Rất dẻo. Hay rồi. Vẫn lên. Trận này hay thật. Bom. Không còn rồi. Cầu ngoại sân, 25-25. Ưu thế đang nghiêng về phía cặp đôi Triệu Nghĩa. 27-25, Nghĩa đau cầu. Một tình huống phát cầu khá quái. Ngoài sân. Ngoài sân. Hay quá. 26-28. Vẫn còn. Cũng tiếp. Bom, bom, vẫn còn, bom, vẫn lên, vẫn lên, hay quá, cố lên, bên kia cố lên, bên kia cố lên, bên kia cố lên, bên kia cố lên, vậy là thằng Việt thủ hay thế. Ngoài, 27-28. Vẫn lên, không còn rồi. 29-27, cơ hội là vẫn còn. Tiếp qua nhờ cầu ngoài sân. 30-27. Trong sân, trong sân, trong sân, 28-30. Thế nhỉ? Ăn rồi. Đập. Cố lên, ăn rồi. 30 đều. Đều 30. Vẫn lên, Việt thua thủ hay thế Việt ơi. Đập. Ăn rồi. Vẫn còn, đập tiếp, tiếp. Vẫn chưa ăn được, hay quá nhở, vẫn còn hết rồi. 31-30 cho Triệu Nghĩa, chiến thắng cho Triệu Nghĩa. Điểm số cuối cùng không đánh cách 2 điểm. Vâng, cuối cùng thì chiến thắng vẫn cho cặp đôi Triệu Nghĩa.